Rau cổ lam là loại cây thần thảo có tua cuốn đơn để leo, thuộc loại hoa đơn tính, khác gốc. Lá của loại thảo mộc này có hình dáng giống lá kép, hình chân vịt. Mỗi cụm hoa mang nhiều hoa nhỏ màu trắng, ở bầu có 3 vòi nhụy. Ở Việt Nam, các nhà khoa học đã phát hiện loại thảo mộc này ở vùng núi Phan Xipang Sapa và vùng núi đá Vôi Hòa Bình. Theo nghiên cứu, giả cổ lam ở Việt Nam cũng có chất lượng không thua kém gì ở Nhật Bản và Trung Quốc. Giả cổ lam được sử dụng để điều trị cholesterol cao, huyết áp cao, từ đó giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Điều trị dự thèm ăn, viêm phế quản mãn tính, đau dạ dày mãn tính, đau và sưng viêm loét táo bón, căng thẳng, sỏi mật, béo phì, ung thư. Tăng cường và kích thích hệ miễn dịch trong cơ thể, giúp tăng sức mạnh cơ thể, nâng cao khả năng làm việc. Bảo vệ gan bằng cơ chế tăng cường thải độc và tái tạo tế bào gan, có tác dụng điều trị chứng mất ngủ lâu năm, giúp dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu. Cải thiện chức năng của tim, tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng sức chịu đựng, tăng sức đề kháng môi trường và ngăn ngừa rụng tóc. Giảm đường huyết, ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường. Tăng cường máu lên não, ngăn ngừa chứng lún lẫn ở người lớn tuổi. Giảm thiểu lượng mỡ thừa trong máu, ngăn ngừa nguy cơ tai biến mạch máu não. Và hỗ trợ giảm cân, chống lão hóa da ở phái nữ. Cách sử dụng giả cổ lam. Sau khi thu hái, người ta chỉ dùng lá của cây giả cổ lam để làm dược liệu vì lá là bộ phận có nhiều dược chất nhất. Rửa sạch lá giả cổ lam rồi đem phơi nắng cho khô. Thông thường, người bán sẽ băm nhỏ lá giả cổ lam để người dùng dễ sử dụng. Ngoài ra, giả cổ lam cũng thường được chế biến thành dạng túi lọc. Mỗi lần dùng giả cổ lam để pha trà, bạn chỉ nên sử dụng khoảng 20g. Cho giả cổ lam vào ấm trà và pha với nước sôi. Đợi dược chất giả cổ lam ngấm ra, bạn có thể sử dụng. Nước trà đun từ giả cổ lam có thể uống thay nước hàng ngày. Bạn nên uống trà giả cổ lam vào buổi sáng và đầu giờ chiều, bởi đây là thời gian mà loại thảo dược này có thể giúp bạn cảm thấy tinh thần, minh mẫn, tỉnh táo và làm việc tốt hơn. Không nên dùng trà giả cổ lam vào buổi tối trước khi đi ngủ vì nó có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây khó ngủ. Ngoài ra, những người không nên sử dụng giả cổ lam như phụ nữ đang mang thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ em dưới 6 tuổi, người đang dùng thuốc chống đào thải khi cấy ghép, người bị chứng hư hàn, chân tay lạnh, chịu rét kém, tay đổ mồ hôi, mệt mỏi, đuối sức, hơi thở ngắn. Giả cổ lam có tác dụng hạ đường huyết rất nhanh nhờ cơ chế tăng tiết insulin, vì vậy bạn đừng quá lạm dụng thảo mộc này bởi có thể dẫn đến trường hợp nguy hiểm khi bị hạ đường huyết đột ngột. Nhìn chung, liều dùng giả cổ lam đối với mỗi người khác nhau, liều lượng này thường dựa trên tuổi tác, tình trạng sức khỏe và một số vấn đề cần quan tâm khác. Tuy nhiên, mỗi ngày bạn không nên dùng quá 70g giả cổ lam, hãy thảo luận với các bác sĩ để tìm ra liều dùng thích hợp nhất. Giả cổ lam là loại thảo dược nếu được sử dụng đúng cách sẽ đem đến rất nhiều lợi ích về sức khỏe và giúp phòng chống bệnh tật. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách có thể gây ra một số tác dụng phụ như mất ngủ, khó ngủ. Nếu trước khi đi ngủ mà bạn dùng giả cổ lam thì rất dễ dẫn đến mất ngủ. Nguyên nhân là do giả cổ lam có thể gây kích thích thần kinh, tăng hưng phấn. Vì vậy, bạn chỉ nên dùng giả cổ lam vào buổi sáng và đầu giờ chiều để giúp cơ thể tỉnh táo và làm việc hiệu quả hơn. Giả cổ lam có tác dụng giúp hạ huyết áp, tuy nhiên nếu bạn lạm dụng vị thuốc này quá mức thì có thể khiến huyết áp bị giảm một cách đột ngột, dẫn đến tình trạng cơ thể luôn mệt mỏi. Do đó, mỗi ngày bạn nên dùng khoảng 60-70g trên một ngày. Đối với người bị huyết áp thấp, tốt nhất là nên dùng trà vào lúc ăn no hoặc có thể cho thêm vài lát gừng. Ngoài ra, nếu bạn uống trà giả cổ lam để qua đêm thì rất dễ bị đầy bụng. Nguyên nhân là do sau một đêm, trà sẽ bị biến chất. Vì vậy, người dùng chỉ uống trà trong ngày, không uống trà giả cổ lam để qua đêm.